Em chào các bác nhé. Hôm nay em chào ô tô thành phố Hải Dương lên sóng và giới thiệu tới tất cả các bác xem một cái mẫu xe mang tên Toyota Innova. Trước đây là bản G. Bản G đời 2008, đăng ký lần đầu năm 2009, số sàn, máy 2.0. Đây là mẫu xe bản G xịn nhá. Và chiếc xe thì còn rất là bóng mượt sạch sẽ từ nội ngoại thất luôn. Và chiếc xe này thì cũng bên em cũng đảm bảo và cam kết cho các bác nhà mình một điều rằng là xe không bị đâm đụng, không bị va chạm và không bị ngập nước. Và cả về vấn đề như là về taxi dịch vụ luôn nhá. Những vấn đề như là về taxi dịch vụ các bác yên tâm. Đối với mẫu xe này, mẫu này là mẫu gia đình, mẫu xe gia đình coi nhá. Cho nên là xe nó còn khá là sạch đẹp và còn khá là cứng cáp nhá. Đấy, các bác nhà mình hãy xem chi tiết qua video này của em một chút. Em sẽ giới thiệu làm sao chi tiết cận cảnh để các bác mình biết về cái mẫu xe này của bên em. Đấy. Keo chỉ còn các bác nhá. Xe không đâm đụng, không va chạm và không bị ngập nước. Cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mua cái mẫu xe này. Và các bác nhà mình cũng yên tâm một điều là bên em tất cả những cái mẫu xe hiện tại đang trưng bày bán tại bãi thì cũng cam kết cho các bác rằng là xe không bị lỗi đâm đụng, va chạm và ngập nước đấy ạ. Là bên em những chiếc xe đó mà là bên em sẽ không bán nhá. Cho nên là các bác nhà mình hoàn toàn yên tâm. Các bác có thể là dẫn thợ đến xem xe thoải mái luôn. Đến test xe, đến xem xe thoải mái luôn nhé. Còn bác nào mà tin em thì không cần phải dẫn thợ đâu. Cứ thế mà đến chạy thử lấy về thôi. Nếu ưng, bàn bạc giá cả lấy về thôi nhé. Đấy rồi, ok. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết và quay chi tiết để tới các bác mình xem nhé. Em sẽ quay sát hơn và chi tiết hơn để các bác xem về cái mẫu xe này bên em. Một mẫu xe có cái lức sơn màu vàng cát, màu rất là sáng luôn, đúng không ạ? Đây, lức sơn của xe đây nhá. Đèn trước, đèn sau rất là sáng. Và chiếc xe này thì là cuối 2008 nhá, cho nên là được lên form rồi. Form 2008 là 9 rồi. Cuối 2008 nó sẽ có cái form này và sẽ có hai túi khí nhá. Trong xe phần táp lô được thiết kế là hai túi khí, một túi khí nằm ở vô lăng và một túi khí nằm ở táp lô các bác nhé, nằm ở táp lô. Đấy, các bác xem này. Đấy, chiếc xe có lức sơn rất là đẹp luôn. Và phần đầu của xe đây các bác xem này, không có lỗi gì cả, rất là sạch đẹp luôn. Trước này là đẹp cả xe luôn các bác nhé. Hiện tại thì em đang quay rất là gần và rất là sát để các bác ngắm về cái mẫu xe này bên em đang có nhé. Đăng kiểm của xe còn đến tháng 1 năm 2021. Trước này là biển tính thôi. Và bên em thì cũng đã được rút hồ sơ rồi. Bác nào mua chiếc xe về là cứ thế là đi bấm biển luôn nhá. Đấy, rất là tiện gọn. Lốp của xe thì một dàn lốp là dày nguyên luôn, dày bịch luôn. Đấy. Chú xe trước vừa mới thay một bộ lốp mới xong nhá. Đấy, các bác cùng em đi chi tiết cái phần vỏ của chiếc xe, hình thức bên ngoài. Sẽ quay lần lượt để các bác nhà mình ngắm về cái mẫu xe này bên em luôn. Chiếc này thì các bác thấy là cũng đã được trang bị một cái bậc bệ lên xuống rồi và có cả lẹp sườn này, đúng không ạ? Như một số cái vị trí tay nắm cửa này, rồi đẹp chân kính này cũng đã được bọc lót inox hết rồi nhá. Đây cũng như là cái phần rèm này, đấy, rèm che mưa. Một chiếc xe còn tương đối là cứng đẹp luôn. Đấy, các bác nhà mình hãy ngắm kỹ. Nếu bác nào mà ưng chiếc xe này thì các bác gọi điện cho bên em để được bàn về giá cả nhé. Về máy móc, gầm bệ, côn số lái thì các bác yên tâm rồi, là những vấn đề đấy rất là ngon. Xe ô tô mà những vấn đề đó mà không ngon thì chắc chắn điều rằng là sẽ không bán được, đúng không ạ? Sẽ rất là khó bán. Cho nên là bên em là với tiêu chí là cứ phải là máy ngon, máy số ngon và xe là không bị lỗi, không bị đâm đụng va chạm gì. Đấy. Đấy là những cái vấn đề cần thiết đối với lại một cái mẫu xe, đúng không ạ? Thì đây là cái phần đuôi của chiếc xe nhá. Dòng Innova G thì luôn luôn được trang bị cho mình là một cái gạt mưa đằng sau này. Đấy, và có hai cái mắt cảm biến màu đen, đúng không ạ? Luôn luôn là như vậy. Đấy, và các bác thấy rằng đấy, có được trang bị một cái ốp inox phần đuôi này rồi nhá. Đấy, phần đèn sau đây. Đấy, các bác thấy không ạ? Một chiếc xe còn tương đối là cứng,
tương đối là đẹp luôn. Đẹp đẹp hay xấu thì các bác chỉ cần là nhìn qua video, nhìn qua hình ảnh em quay thì các bác có thể là cảm nhận thấy, đúng không ạ? Chiếc này các bác mua về đi luôn thôi nhá, không phải sửa sang, không phải dọn dẹp gì, từ nội ngoại thất cho đến mọi thứ luôn. Đấy, mua về là đi luôn thôi các bác nhá. Đấy, em quay khá là chi tiết, quay như này thì cũng không khác gì các bác đến xem xe trực tiếp thực tế cả, đúng không ạ? Lốp nó đang đây. Dòng này thì có phanh ABS rồi và có túi khí rồi, và la răng đúc của xe nó là nguyên bản nhá, không như là một số những chiếc xe bản Z. Hiện tại thì Innova thì bên em hiện tại đang có 4 chiếc các bác nhá, 2 chiếc bản Z và 2 chiếc bản G, một chiếc bản G đời 2006 nữa, và với giá tiền thì rẻ hơn chiếc xe này. Chiếc này em bán với cái giá là gần 300 nhá, chưa tới 300 đâu, cụ thể giá em sẽ ghi vào tiêu đề để các bác tiện theo dõi. Và bắt đầu thì em sẽ quay bên trong nội thất của chiếc xe này để gửi tới các bác xem. Đây, phần cánh cửa này, giòn thứ luôn rất là đẹp nhá. Đây, tắp ly, tắp lô rất là tươi và sáng luôn. Đây, những phần giòn cửa này, giòn cửa rất là đẹp, không bị sờn rách gì. Và đây là phần tắp ly nhá, tắp ly rất là tươi, sáng luôn. Đây, phần này được sơn vân gỗ, sơn vân gỗ này là sơn vân gỗ của nhà máy nhá. Đây, tay cầm này, tay mở cửa rất là sáng luôn. Và vách của xe này vẫn là vách nỉ, vẫn là vách nỉ nguyên bản các bác nhá. Đấy, chỗ này nó hơi bung ra, các bác có thể là đấy, ấn vào phát là được ngay. Đấy, lại đẹp ngay, đúng không ạ? Tất cả các phần đồ nhựa của xe đây, đấy, chất của nó còn rất là đẹp luôn. Đây, phần vách cửa đây nhá, đây, phần vách cửa này, đây, vách cửa đây này. Đây, các bác xem nhá. Đấy, gioăng khung, gioăng cánh của xe thì các bác thấy này, hoàn toàn rất là đẹp luôn. Cu xuống cho cậu quay nào. Đây là thằng cu cháu của nhà em đấy ạ, cháu còn chị gái. Đây, em sẽ quay chi tiết các bác xem ở bên trong nội thất của xe này nhá. Bỏ dép xuống không bẩn hết ghế da của cậu. Đây, vô lăng. Đây, các bác thấy này, vô lăng của xe rất đẹp nhá, không bị bong chóc gì. Đấy, chỉ có cái hiện tượng là hơi mòn theo thời gian năm tháng thôi, đúng không ạ? Đặc biệt là cái phần giữa vô lăng, đấy, cái phím còi này còn rất là mới luôn này. Đấy, không bị mòn. Còn cái phần viền này thì nó theo thời gian năm tháng thì nó hơi gọi là hơi bóng một chút theo thời gian thôi, đúng không ạ? Xe đi ngoài đường thì chắc chắn điều rằng là sẽ không thể tránh được, đã đi ra ngoài đường là phải cầm vô lăng, đúng không ạ? Và đã cầm vô lăng thì tất nhiên là sẽ bị bóng và sẽ nó hơi mòn lên một chút. Quan trọng là mòn ít hay mòn nhiều thôi, đúng không ạ? Nếu mòn nhiều thì sẽ là đi nhiều, và mòn ít sẽ tất nhiên là sẽ là đi ít rồi. Còn đây là táp lô nhá, táp lô của xe đây. Hệ thống gương kính chỉnh điện của xe nó là nguyên bản luôn. Và đây chính là cái nút cảm biến lùi này. Và đây là chỉnh đèn này. Và đây chỉnh gương. Sàn bọc da nhá, và có lót cái tấm thảm ở trên rồi. Đấy, các bác thấy là đầy đủ đồ hết rồi. Đấy, và ghế da, một bộ ghế da thì chủ trước cũng mới bọc xong, tông màu đen và pha một kem vào. Đấy, cả trần nhá, trần cũng vậy. Trần đã được bọc cái lông, bọc cái lông rất là đẹp rồi. Bọc cái lông này thì các bác biết là sẽ bảo vệ cho một cái lớp lì ở trong luôn luôn được sạch sẽ, đúng không ạ? Còn đây là cốp đựng đồ này, phanh tay, củ số, cần số này. Chiếc xe được trang bị một cái màn hình Android rồi các bác nhá. Đấy, một cái màn hình Android rồi. Đấy, rất là sắc nét luôn. Hệ thống điều hòa của xe sử dụng tốt hai chiều, nóng và lạnh. Và chiếc xe này được thiết kế là hai dàn điều hòa, một dàn được nằm ở phía táp lô này, và một dàn nữa ở phía dưới nhá. Dàn phía dưới thì sẽ được thổi gió ở trên trần, và dàn táp lô thì sẽ thổi gió ở bốn cái cửa gió ở trên đây thì các bác nhìn thấy thôi, đúng không ạ? Hiện tại thì em đang quay tương đối là gần và chi tiết để tới các bác nhà mình ngắm về cái mẫu xe Toyota Innova này bên em nhá. Bác nào mà thiện chí về cái mẫu xe này thì các bác xem kỹ qua một chút, thì nếu mà chốt được chiếc xe này thì các bác hãy alo cho bên em nhá. Có thể là chốt qua điện thoại, có thể là các bác đến xem xe trực tiếp rồi chốt. Về giá cả thì các bác cứ alo để được biết một cái giá tốt nhất, một cái giá sát nhất nhá, một cái giá ưu đãi nhất. Còn tất nhiên thì giá em sẽ ghi vào tiêu đề để các bác nhà mình tiện theo dõi. Đấy, và đây là cái phần tắp ly, tắp lô xe đây. Đấy, các bác nhà mình xem kỹ nhá, em đang quay tương đối là gần. Tương đối là gần luôn. Đấy, các bác thấy một chiếc xe còn tương đối là mượt mà. Đấy,
tay cầm này, những cái phần tì tay mà được sơn giá vân gỗ của nhà máy vẫn còn rất là đẹp, đúng không ạ? Và lý này, lý rất là sáng luôn nhá. Phần tắp lô tắp đi của xe đây. Chiếc xe thì vừa rồi em cũng đã chia sẻ với các bác là chiếc xe không taxi và không qua dịch vụ, cho nên là xe nó còn rất là chuẩn luôn. Nội ngoại thất rất là sạch đẹp, rất là sạch đẹp và rất là tươi, rất là sáng. Lòng trong của cánh cửa đây. Đấy, chỗ vị trí này thì cũng được bọc ốp inox rồi. Đấy, sàn còn xe đây nhá. Cái dòng Innova này có cái nội thất khá là rộng. Từ cái hàng ghế thứ hai cho tới cái hàng ghế thứ ba nhá. Đây là cái hàng ghế thứ ba đây, các bác xem đây. Hàng ghế này thì các bác có thể là ngồi 4 người được luôn. Có thể là ngồi được 4 người vừa vừa. Còn để tất nhiên là 3 người sẽ là 3 người to, đúng không ạ? Trần lý của xe trong còn rất là đẹp nhá, được bọc ni lông bên ngoài rồi. Đây là hai cửa gió này. Dàn sau thì cũng được thổi ra 4 cửa, hai cửa hàng ghế thứ hai và hai cửa hàng ghế thứ ba nhá. Đây hai cửa tiếp theo đây. Đấy, một dàn lốp rất là mới luôn, đúng không ạ? Và những phần bậc bệ lên xuống đây các bác xem này. Đẹp cả xe luôn nhá. Đấy, từ cái bậc bệ lên xuống cũng rất là sáng đẹp luôn này. Ok, bây giờ thì đến cái phần tiếp theo. Em sẽ quay các bác mình xem phần cốp này, rồi phần hai cánh bên phụ này, đúng không ạ? Quay đầy đủ chi tiết để các bác biết về cái mẫu xe này bên em luôn nhá. Chủ xe trước này rất là chịu đầu tư, cả cái lót, cả lót phía bên dưới này luôn, tạo cho một cái xe cảm giác khá là sạch sẽ và nhìn chiếc xe nó chất hơn, đúng không ạ? Đây lòng trong của cái khoang cốp máng nước đây nhá. Một bộ ghế da còn mới nhá, vừa mới bọc xong. Chủ xe trước mới bọc xong các bác nhá. Nội thất rất là sáng đẹp luôn. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, đúng không ạ? Rất là lành và cực kỳ là tiết kiệm. Một cái mẫu xe được coi là rất là đa dụng. Có thể là chở hàng, có thể là chở người, có thể là đi gia đình. Ở vị trí nào cũng rất là phù hợp luôn, đúng không ạ? Dễ sử dụng này, rồi lành này, ít khổng vật này, đồ đạc thay thế thì lại dễ. Và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu, đúng không ạ? Và vị trí này thì em có thể quay các bác xem hai cái cánh đằng bên phụ và thêm vào bên trong nội thất của xe nhé. Đây là cái phần táp lô, táp ly từ cái phía bên phụ đi vào. Đây các bác thấy này, keo chỉ nó vẫn còn nhá. Đây, lòng trong cánh cửa rất là sáng đẹp luôn. Đây, những cái gioăng cửa còn cũng còn rất là đẹp. Đây, tắp đi tắp lô xe rất là tươi sáng. Bốn vách vẫn là nỉ nguyên zin. Đấy, và vị trí này thì sơn tất nhiên là nguyên bản rồi. Chiếc xe còn độ nguyên bản khá là cao các bác nhá. Độ nguyên bản của xe khá là cao luôn. Đây vách cửa đây có cả cái nước hoa thơm để ở vị trí cửa gió này. Chiếc này thì được trang bị hai túi khí nhá, một túi khí ở bên phần vô lăng kia và một túi khí ở phần táp lô đây. Đấy. Bản form mới thì nó sẽ thiết kế khác một chút và đầu tư thêm nhiều cái option trong xe. Táp lô xe đây nhá, em quay gần để các bác mình xem. Cái phần da này vẫn là da xịn, da zin nguyên bản của xe đấy ạ, nguyên bản theo xe luôn nhá. Đây, phần cốp đồ mở cho các bác xem luôn. Đây. Từ cái cốp đồ xe cũng còn rất là đẹp luôn này. Đây sang. Khá là kỹ và chi tiết để các bác ngắm về cái mẫu xe của bên em, đúng không ạ? Đây nhá, vách cửa đây nhá. Đây đây. Các bác xem này. Sơn đen, sơn vàng là phân biệt rõ nét luôn. Không nham nhở gì, đúng không ạ? Và đây là phần nóc của xe nhá. Một chiếc xe khá là cứng. Với tầm tiền các bác bỏ ra thì chưa tới 300 triệu luôn nhá. Chưa tới 300 triệu, có thể là mua được cái chiếc xe
Toyota Innova G. Một chiếc xe gia đình, xe không taxi, không dịch vụ. Và xe không có lỗi, mua về các bác là chỉ việc đi thôi, mua về là chỉ việc đổ xăng chạy thôi nhá. Đấy. Rất sạch đẹp luôn cho một chiếc xe Toyota. Đây, vách cửa đây các bác nhá. Lòng trong. Lòng trong có cánh cửa này. Đấy, từ cái thắt dây an toàn nó vẫn còn rất là sáng này, không có hiện tượng bẩn hay là ố mốc gì đúng không ạ? Innova em thấy là những cái dây an toàn nó hay bị ố mốc, nhưng mà chiếc xe này sao? Đấy các bác thấy này, còn rất đẹp luôn, rất sạch đẹp luôn đúng không ạ? Một cái hàng ghế da trước, sau, trên, dưới và hàng ghế da giữa cũng vậy, rất sạch đẹp đúng không ạ? Đây nhá, đây là cái phần em thấy là một cái chiếc xe này có một chỗ là hơi xấu một chút, đây là cái da này này. À, cái da này nó hơi bị rách một chút đây. Đấy, cả chiếc xe thấy chỗ này xấu nhất đây. Nhưng mà thực ra là cái chỗ xấu này đấy, thì có bác nhà mình có thể là lột cái da ra và thay một bộ ghế da, một cái sàn da khác nhá. Cái sàn da này bên em thường thường vẫn thay chỉ có 400 nghìn thôi. Đấy, 400 nghìn. 400 nghìn được thay được một cái sàn da mới luôn. Quá rẻ đúng không ạ? Cái đấy thì gần như là không tính tiền. Đấy thì cũng tả cho bác kỹ một chút là như vậy. Đây vách cửa này, những cái vách cửa này nó chỉ bẩn thôi nhá, các bác về vệ sinh cái ok luôn. Đây tắp đi tắp lô, xe rất là tươi đẹp luôn này. Để mà nói thì cũng sẽ rất ít có những chiếc xe mà nó sạch đẹp như chiếc xe này đúng không ạ? Ở trên thị trường thì em nghĩ là xe rất là ít có được một chiếc xe sạch đẹp như chiếc xe này luôn. Tất nhiên là so với tầm tiền đúng không ạ? So với lại những chiếc xe đời cao, những chiếc xe nhiều tiền thì sẽ không bằng, nhưng mà so với tầm tiền gần 300 triệu đấy, và so với đời 2008 thì đây là một mẫu xe quá là ok rồi đúng không ạ? À, xuống này, xuống 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 này, xuống lên này nhanh lên, không cậu đóng cửa này này. Đấy, đóng cửa lại, nó ngồi ở trong nó khóc. Xuống nhanh đi cậu, đóng cửa nhanh. Vâng, cụ cháu đấy ạ. Xuống đây cậu đóng cửa để cậu còn quay máy cho khách xem nhé. Lốp láp thì dày cả 4 quả luôn nhá. Bây giờ em quay gầm và quay máy nhá, các bác nhà mình cùng đón xem. Đây gầm máy đây, gầm sàn của xe đây. Nói chung là về gầm cũng vậy, kể cả máy luôn cũng rất là đẹp. Chủ xe trước đi rất là cẩn thận và rất là giữ gìn. Đèn trước đèn sau rất là sáng luôn đúng không ạ? Đây, cái phần này cũng vậy. Đấy. Rồi ok, bây giờ em quay phần máy nhá, các bác nhà mình hãy đón xem. Đây, phần da máy này, phần da máy của xe rất là sáng và tươi luôn đúng không ạ? Da máy của xe rất là sáng luôn và máy khô đét luôn nhá, không một giọt dầu, không một giọt dầu chảy ra khu vực máy của chiếc xe này. Đấy. Máy 2.0 thiết kế là máy dọc. Đây, con này cabo đây. Đây cabo đây các bác nhá. Rồi ok, khá là chi tiết về cái mẫu xe Innova 2008 này rồi. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu mua cái dòng xe Innova thì mời các bác qua xem cái chiếc xe này bên em nhá. Đấy, và địa chỉ xem xe ở tại số 507 Lê Thanh Nghị. Đấy, các bác đến 507 Lê Thanh Nghị, các bác rẽ vào trong khoảng 100m thì sẽ tới bãi xe bên em. Bên em thì đa dạng những cái mẫu xe để các bác nhà mình lựa chọn với tầm tiền từ 100 triệu cho tới 300-400-500 triệu nhá. 100 triệu, 200-400-500 triệu rất là nhiều. Và các bác hãy liên hệ theo số điện thoại 093-8586-307 nhá. Đó là số điện thoại hotline của bên em và cũng là số Zalo Facebook của bên em luôn. Các bác hãy kết nối để được thêm thông tin cũng như là biết chi tiết hơn về những mẫu xe bên em đang có, đang bán nhá. Vâng ok, em Trâm xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video lần sau. Ok, em cảm ơn ạ.